Xin chào cả nhà. Hôm nay là mùng 5 tháng 10 năm 2021. Hôm nay thì bên Solar Hưng Yên nhà em có nhận một con kích 4000W này, của hãng Suder. Đây, của hãng Suder này. Con này là xin chuẩn mọi người nhé. Công điện áp là 24V này, điện áp ra là 230V, công suất peak là 5000W và công suất tải của nó là 4000W này. Cái model này là model nó rẻ tiền mọi người nhé. Không biết là cái này bán mấy triệu thì em cũng không rõ, vì em cũng không có bán. Nhưng nói thật thì em chỉ nhận sửa thôi, bác nào có thì cứ gửi sửa. Cái bệnh của con này là nó không ra điện mà nó cứ kêu tít, đèn acquy vẫn sáng, đèn báo vẫn sáng. Nhưng em tháo tung ra rồi quên không test cho mọi người xem. Kiểm tra thì thấy nó chết một số linh kiện. Thấy chết hai cặp sò này, chết tụ và chết diode ở chỗ này. Đây, và bị lổ mất cái con IC đo dòng chỗ này. Đây có con IC đo dòng, mọi người nhìn chỗ này. Đó, con IC này nó bị lổ. Cái con kích này nó sử dụng cái con sò, con 4000W này nó sử dụng cái con sò để em. Đây, nói chung là nó quay nó hơi mờ. Đây, sò nó 75G60HD 75A và 600V. Sò 75G60HD nhá. Con sò này thì để thay tương đương cho nó thì mọi người sẽ phải thay cái con sò này này. Mọi người sẽ phải thay cái con sò này. Con sò này thì nó mới đủ công suất để chạy được. Đây, sò của nhà em thay thế cho nó là sò FGH75T65, cũng là 75A nhưng mà điện áp chịu đựng là 650V. Sò mới luôn đấy. Con này thì giá nó hơi đắt một chút nhá, 90.000, giá em nhập vào là 90.000 rồi. Sẽ bán cho các bác là 100.000. Bác nào mua thì em cứ bán cho các bác 100.000 một con này. Nãy được 10.000 một con, đấy là nói thật. 90.000 một con sò này đấy. Con này là FGH75T65 SHDT. Đấy, của cái hãng On này. Này, đấy, nguyên đai nguyên kiện này nó như thế này. Cái này là con 4 ký nhá, con máy 4 ký này sẽ thay bằng con sò này. Con sò này để thay cho cái thay cho các cái biến tần 5 ký đấy. Con này để thay cho cái phần công suất sin của biến tần 5 kW. Nhưng mà cũng thay được qua kích này luôn, không vấn đề gì, chạy bình thường. Thì lúc nào em test sẽ, em sửa xong em sẽ quay cho mọi người xem. Còn đây là sò quy của nó này. Sò quy thì em đang sử dụng 3 loại sò. Đây, ví dụ như loại này mọi người nhìn thấy ở đây là cái con này là con này là LCEP85T16. Đây nhá, con này là LCEP này, 85T16. Con này là 35.000 một con thì phải. Em nhớ không nhầm là 35.000 một con. Sò này thì nó rẻ hơn, còn con sò 25.000 là con sò 4115 là dùng cho 48V của biến tần 48V. Con sò 4115 nhỉ, có một túi 50 con để đâu rồi. Để cho mọi người xem con sò. Ở đây nữa cũng là con sò ấy thôi. Đây là sò quy, một loại sò quy nữa này em sử dụng cái sò là 3077 IRFB 3077. Đây, tiếp theo là cái loại sò này em hay sửa cho biến tần 48V này. Biến tần off hoặc là biến tần hybrid chạy 48V, nó sẽ chạy 16 con sò này. 5 kW ấy. Nó chạy con IRFB 4115. Con này mua vào thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Con này là có 25.000 một con thôi. Con kia nó đắt hơn. Con này là điện áp chịu đựng nó là 150V mọi người nhá. Điện áp chịu đựng là 150V, còn dòng điện không biết 75A hay bao nhiêu đấy. Em không rõ lắm, nhưng mà nó là dành cho cái biến tần 5 kW, cái con biến tần Victor 5,5 kg là nó chạy con sò này. Đây, cho mọi người xem luôn ở trên cái bo của cái con biến tần Victor này.
nó chạy cái con sò đấy nhá. Đây là nó chạy tất cả 16 con đây này. Đấy, con này là IRFB4115 nhá. Chính là cái con sò mà em đang dùng này. Đấy, để thay sửa cho cái biến tần 5kW của hãng Victor. Con này là 5,5kW nhá. Nó sẽ chạy tổng là 16 con sò này. Đây là tầng công suất DC. DC to DC. Đây là nó sử dụng tất cả là 16 con. Hai biến thế, mỗi biến thế sử dụng 8 con. Đây còn phần băm sóng sin của nó, tất cả đây có 2 4 6 8 10, 10 con sò. 10 con sò ở cái tầng này. Đấy là cái con biến tần 5kW. Còn biến tần lúc power thì nó lại chạy cái loại sò khác. Nói chung là mỗi loại nó một sò nhưng có thể thay tương đương được, hoặc là phải thay đúng loại của nó mới chạy nhé. Đây cho mọi người xem luôn biến tần lúc power nó chạy sò gì này. Đây là con lúc power em đang sửa đây. Đây là phần sò công suất. Đây sò công suất DC 48V nhé. Con Lux Power thì nó sẽ chạy con sò là IRFP4468, chạy 2468 con sò, có một biến thế thôi nhưng mà chạy 8 sò và biến thế là 5kW luôn. Còn hai cái con sò trên đầu này là hai con chan mở, con này là LCE85H21TC, con này là sò mở công suất cho phần ắc quy. Đây là có mỗi một cái biến thế này thôi. Cái biến thế này là 5kg luôn này. Đấy, 4 biến thế đấy. Nó chạy từng đấy sò. Còn đây là cái phần sò công suất của nó này. Sò công suất của cái con Lux Power nó chạy 7FGH75T65 nhá. Chạy chính cái con mà em vừa tháo cho mọi người xem đấy. 75T65 đấy. Em vừa tháo cho mọi người xem cái con 75T65 nhỉ. Đây con Lux Power thì nó chạy con sò này. Đấy, FGH75T65. Đây nó đây. Đấy, sò công suất sò 75. Đây, con này FGH75T65 này. Còn con bên này là 75EES5. Sò K. Rồi con này là 40EES5. Rồi đấy, đại loại là như vậy. Nói chung là phải thay đúng sò thì nó mới chạy được mọi người nhá. Thay nếu mà không đúng thì nó không hợp, hoặc nó chạy không full của công suất của nó đâu. Chạy không đúng nó sẽ bị nóng. Bởi mỗi một loại sò người ta sẽ thiết kế với cái điện trở và cái đặc tính kỹ thuật riêng, nên là phải thay đúng loại. Đây còn con IC chỗ này này, có con IC của cái IC dòng em cũng có này, hôm nay mua được mấy con trong cái hộp này. Cho mọi người xem cái con đấy mã là gì nhá. Đây là toàn diode này. Con này cũng là diode này, diode 110. Đây cũng có con IC đây. Con IC này nó tên là gì đây? Con này là ACS712T. Con này là dòng 30A. IC cảm biến dòng 30A. Con này là thay đúng vào cái chỗ đây của con solder đấy. Con solder nó chạy con cảm biến dòng này. Những cái dòng đây này, nó có cái rắc này để cắm ra cái màn hình ấy, nên nó sẽ sử dụng cái con IC cảm biến dòng. Con IC cảm biến dòng này nó sẽ truyền tín hiệu vào cái rắc này. Cái rắc này sẽ truyền lên một cái màn hình đấy. Vì cái dòng nào, dòng solder nào nó chạy cái loại có màn hình ấy, thì nó sẽ chạy cái con IC cảm biến dòng ở chỗ này. Đây, đấy, con IC này có tất cả 8 cái chân. Đấy, nó sẽ truyền dữ liệu data về đây để báo ở trên màn hình là công suất ra đang là bao nhiêu. Thì nó phải sử dụng cái con IC này nó mới đọc được. Đấy, nên cái này gọi là IC đo dòng. Con này là đo cho phép đo là AC220V 30A. Đây, 30A đây này, nó ghi 30A là ACS712T trừ LC trừ 30 là đo được 30A. Chứ nói chung là đo 30A nhưng mà có hai cái chân bằng cái mắt muỗi này, thì nếu mà đo 30A thì khẳng định mọi người là nó sẽ lổ ngay.
không chạy được đâu, chỉ chạy ở cái công suất vừa vừa thôi. Chứ chân nó bé xíu như thế này thì em nó không chịu được 30A, nó chỉ đo được 30A tức thời, còn công suất tải của nó thì 4000W này. Không biết là bao nhiêu A nhỉ, em không để ý đây này. Nhưng mà đại loại là em nghĩ là không đo nổi 30A đâu. Vì đây, mọi người bảo là cái dây đồng nó ra to như thế này mà nó sử dụng có 4 cái chân này thì nó bé tí này. Nhưng mà chắc đo được, người ta thiết kế chắc là đo được. Nói chuyện cho nó vui. Đây là con này là 24V nhá. Con này là năm ngoái em đã sửa một lần rồi, nhưng mà đợt này nó chết cái khác, người ta lại gửi để em sửa lại. Nhưng mà đợt này kiểm tra là thấy lỗi IC này này, chết một cặp xo này, chết diode và chết tụ ở chỗ này này. Con này là con biến áp, con này là con biến áp 17V. Nó sẽ ra điện 17V để nuôi qua con 7805 này, để nuôi cái con IC dao động này mới nuôi cái tầng kích. Tầng kích cho bốn con sò này, bốn con MOSFET, mình gọi là MOSFET đi chứ. Sò cũng được mà gọi là MOSFET cũng được. Còn đây bốn con diode để lắn ra 4000W là nó có cái nhôm rất là dày như này. Còn đây là cuộn biến áp của nó này. Biến áp của nó thì quấn dây đây, dây này là dây 220 ra này. Còn dây 24V đây thì nó chỉ có hai vòng thôi. Dây nó to như này cơ mà. Đấy, 4000W nó như vậy. Đây còn cái biến áp này nó là sử dụng cái con IC, không biết là nó ăn con IC nào, hình như là nó ăn con IC này này. Con IC này điều khiển cái biến áp này để tạo điện sang bên này. Bình thường như trên cái kích CNBO ấy, CNBO thì nó không quấn biến áp như này. Nó sẽ có cái biến áp loại khác, sau đó trong cái biến áp nó sẽ có ra cái phần công suất riêng. Hoặc là ở trên một số các cái kích shooter mà cái phiên bản nó khác ấy, nó không có cái đồng hồ đo này này, thì nó là bo cắm, nó sẽ có một bo DC, bo cắm inverter DC này và bo AC. Đấy, nó không dán lên trên này. Cái loại dán này là nó lại là nó sẽ có màn hình thì người ta sẽ làm dán như này. Còn loại kích shooter mà không có màn hình thì người ta sẽ làm hai cái vỉ cắm. Một cái vỉ SG3525, con này nó không sử dụng SG3525 để dao động, mà nó sẽ sử dụng con IC vi tính này luôn này. Con IC này đắt lắm, mấy trăm nghìn một con đấy. Một đôi này nó rơi vào hình như là 900 hay sao đấy, 900, 800 mấy 900. Cho mọi người xem con IC này nó tên là gì nhá. Đâu rồi, trốn đâu, đây. Con này là STM 8S003, IC vi tính này, K3T6C. Còn đây còn con dao động thuật toán bên này thì cũng thế thôi. STM này 8S003 K3T6C. Của hai con IC giống nhau mọi người ạ, hai con IC giống nhau. Con này V6, con này cũng V6, giống nhau đấy, giống nhau, 100% giống nhau luôn. Giống nhau nhưng mà sao các cái cách thiết kế chân nó khác nhau. Chân điện nó khác nhau. Thôi được rồi, mình cũng không quan tâm cái đấy, đại loại là có đồ thay là được. Bên em sẽ nhận sửa chữa con này chắc nổ rồi, phòng nâng này có vết ở nâng này. Tí đo xem nó có chập không. Rồi hôm nay giới thiệu sơ mọi người một chút về cái con kích shooter này, để em sửa chữa nó đã nhá. Sửa xong sẽ quay video test cho mọi người xem. Nhưng mà để test 24V 24V 4000W thì nhà em chả có cái gì để test được, công suất khỏe thế, bình ắc quy mình làm gì có đâu. Có mỗi cái bình 100A để test vui thôi. Như cái này của em thì dòng cũng chỉ được 50A này. 50A mà nhân với cả 24V là được hơn 1000W thôi. Cũng không test được nhiều. Công suất kích thì khỏe đấy, nhưng mà không có bình ắc quy để test kích, để test full công suất cho mọi người được. Vì thực ra là không có cái bình ắc quy 200A 24V nhỉ. Rồi, không có. Thôi. Hôm nay chia sẻ và nói vui mọi người một chút thế thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.